Mình vẫn cái túi nó xong mình quấn cái này này. Để xong mình lại quấn cái nào nữa đây. Cốt mình muốn cho cái này để cho nó khỏe. Chứ nó khỏe hơn. Không có vào được.
Giới thiệu với các bạn này, đây là một chú chuồn chuồn này. Đấy, chú chuồn chuồn được quấn chứ không phải là nhà máy, quấn bằng dây kẽm nhung. Các bạn thấy chú chuồn chuồn này thế nào, đẹp mà đáng yêu thì các bạn ấn like vào cho mình nhé, để cho mình có thêm động lực. Quá rồi, thôi thế này rồi. Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.